Xin chào các bạn. Hôm nay là phần 4, là phần cuối cùng trong cái series Damo Miner và RTX 4070. Rồi, thì bây giờ mình vào cái farm của mình ha. Farm của mình là farm test. Cái máy của mình là test 4070. Đây, hôm bữa mình đã cấu hình các thông số cơ bản đây các bạn ha. Phần setting ha. Mình đã mở cái website lên. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái file config này. Rồi. Tiếp theo mình sẽ lấy cái file config này. Cắt luôn đi. Rồi. Vào chép vào đây. Chép vào cái USB mình vừa mới tạo ha. Rồi, xong. Vậy là hoàn thành cái USB, bây giờ mình sẽ lấy cái USB mình cắm vào con trâu đào của mình. Rồi các bạn chờ tí xíu để cho nó khởi động ha. Sau khảo khoảng 5 phút thì nó đã nhận được cái máy đào của mình đấy các bạn ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cấu hình cái máy đào để cho chúng ta có thể sử dụng được. Đây là những cái cấu hình cơ bản và đơn giản nhất khi các bạn cấu hình một cái máy đào mới tinh ha. Web cell, user, mật khẩu là mặc định của nó là 1, mình chưa thay đổi gì ha. Rồi, cái lệnh mình sử dụng đầu tiên đó là sẽ là cái lệnh gì, cell upgrade, nằm ở đây các bạn ha. Các bạn có thể copy, các bạn dán vô cũng được. Đây, cho nó nhanh ha. Dán. Rồi, các bạn có thể sử dụng thêm cái đây, trừ for. Cái lệnh này nó sẽ giúp cho cái hệ thống của bạn tự động cập nhật luôn ha, không cần bất cứ một cái hỏi han gì hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ cho nó cập nhật lên cái version mới nhất của HyperOS các bạn ha. Nó đã cập nhật lên. Đây các bạn ha. System is up to date. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thêm một cái lệnh nữa đó là apt update để nó cập nhật các cái chỉ số ha. Rồi, nó đã cập nhật xong, tức là nó đã hoàn thành cái lệnh apt update. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ kiểm tra thử cái con trâu đào này nó đang sử dụng driver là gì. Mình sẽ sử dụng cái lệnh, các bạn sẽ nhìn sẽ sử dụng cái lệnh là NVIDIA driver update các bạn ha. Đây mình copy luôn cho nhanh các bạn ha. Sao chép các bạn dán vào đây. Rồi sau đó các bạn sử dụng thêm một cái thông số này nữa, trừ lit. Rồi nó sẽ liệt kê ra những cái danh sách driver ở đây hiện đang có sẵn. Và cái driver mà mình đang của con trâu đào đang sử dụng là 525.116.04. Và bây giờ mình sẽ cập nhật lên driver mới nhất để chạy. Bởi vì cái card của mình là card RTX 4070, cho nên khi lên driver mới nhất thì nó sẽ chạy được một cách ổn định và ngon lành hơn các bạn ha. Và Damo Miner cũng hỗ trợ các bạn ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cài đặt lệnh đó là như thế này, NVD. Bây giờ mình sẽ đánh luôn ha. Mình sẽ đánh đây, các bạn muốn version bao nhiêu các bạn chỉ việc đánh thôi. Bây giờ mình sẽ đánh 535.98. Rồi nó sẽ tự động lên trang web của NVIDIA, nó download về cái version mới nhất đó là 535.98 về để nó cài lên máy của mình. Thì bây giờ các bạn cùng chờ để cho nó có thể chạy được ha. Và như các bạn cũng thấy đây, nó đã ghi là download Euro, có nghĩa là cái driver này hiện nay không có chạy được ở trên, nó không có download được cái driver này về các bạn ha. Ok, để mình xem coi driver chính xác của nó là gì nha. Bây giờ mình sẽ thử một cái driver khác các bạn ha. Mình sẽ thử cái mới nhất này luôn ha. 5351405 NVIDIA. Rồi mình sẽ đánh vô đây 535.104.05. Và nó đã download cái driver mới nhất
là 535.104.05. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ để cho nó cài đặt cái driver này lên trên con trâu đào của chúng ta các bạn ha. Sau một khoảng thời gian khá dài thì driver nó đã thông báo là nó đã cài đặt thành công rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình chờ thêm một chút nữa ha. Rồi bước cuối cùng đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái driver mình vừa cài đặt xem có đúng cái phiên bản mình lựa chọn ở phía trên là không các bạn ha, là 535.104.05. Mình sẽ sử dụng lệnh NVDA driver update trừ list. Rồi các bạn cũng đã thấy cái version được cài đặt là 535.104.05. Bây giờ chúng ta sẽ reboot lại con trâu đào của chúng ta ha. Rồi sau khi nó khởi động lại thì mình lại kết nối vào các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại version của cái NVIDIA driver cho các bạn cùng xem ha. Rồi chính xác, driver của nó là 535.104.05. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bước quan trọng nhất, đó là bước cài đặt driver cho con trâu đào của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cấu hình cho con ở phía bên ngoài để cho con trâu đào của chúng ta nó có thể chạy được ha. Rồi mình quay trở lại cái phần quản lý. Ở đây các bạn vào phần file sheet. File sheet thì mình đã cấu hình ở cái video trước và chúng ta cho nó chạy. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại con trâu đào của chúng ta. Các bạn đánh cho mình chữ miner. Rồi các bạn chờ một tí xíu ha. Ở đây nó đang ghi là empty, tức là chưa có bất cứ một cái phần mềm nào đang được chạy các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi. Mình kết nối vào lại. Miner. Bây giờ bạn đang thấy được đây là nó bắt đầu đang tiến hành cài đặt cái phần mềm đào ở trên cái con trâu đào của chúng ta. Chúng ta chờ cái việc cài đặt cái phần mềm đào này hoàn tất và xem thử máy của chúng ta nó chạy như thế nào. Rồi như các bạn cũng thấy trên màn hình là sau khi nó đã cài cái phần mềm Damo Miner mới nhất là version 2.3.8 thì nó đang tiến hành chạy, đang tiến hành đào ở đây. Chúng ta sẽ chờ thêm để có thêm các cái thông số của cái cạc này các bạn ha. Rồi như các bạn cũng thấy phần mềm đã chạy một cách ổn định, tốc độ đang mang lại cho mình là 2828, tốc độ là 2828 và số watt tiêu thụ ở trên phần mềm người ta đang báo, nó đang báo cho mình là 162 watt. Còn trên phần quản lý mình F5 lại bên cái trang web quản lý, sau đó mình vào phần overview thì mình thấy tốc độ nó cũng báo là 2829 và nhưng mà nó tiêu thụ của mình là 198 watt. Đây 198 watt này có thể là nguyên cái con trâu đào đó nó tiêu thụ số lượng watt luôn các bạn ha. Đây là một trong những cái thông số, nói chung là ở một cái mức mà mình đánh giá thôi, chúng ta chỉ đánh giá ở trên phần mềm mà thôi ha. Còn lại nếu mà muốn biết chính xác thì các bạn phải có đồng hồ đo điện các bạn gắn ở ngay đầu nguồn, thì lúc đó các bạn biết được thông số chính xác và thông số cố định. Rồi thì với cái cạc RTX 4070 này, nếu như mình chạy ở trên Damo Miner mà mình chạy ở trên Windows thì tốc độ nó tới 3.000+ lận ha. Tốc độ mình có làm cái video cho các bạn khoảng 3.300, nhưng mà tốc độ ở trên hiện nay tốc độ trên HyperOS đào trên Linux thì mình chỉ có thể cấu hình chạy được khoảng 2.833 mà thôi. Mình vẫn thực sự là mình chưa có được một cái thông số tốt nhất để chạy cho cái cạc này ở trên Linux. Thì cũng có lẽ đây là một cái yếu điểm của cái phần mềm, do một khoảng thời gian rất lâu rồi nó chưa được cập nhật. Thì có thể trong thời gian sắp tới khi mà Aleo chính thức mainnet
thì các cái phần mềm đào ví dụ như Allel Miner, ví dụ như là Moto Miner, hoặc là ví dụ như là Damo Miner, thì người ta sẽ cập nhật lại cái suộc cũng như cập nhật các cái cách giải thuật toán cùng với tương thích với lại cái driver mới nhất của Nvidia, thì nó sẽ cho chúng ta được cái tốc độ là tối đa khi chúng ta chạy ở trên Linux. Thì cái này thì mình nghĩ là điều đó là chắc chắn 100% sẽ xảy ra, cho nên là các bạn không phải lo lắng về cái việc khác nhau giữa tốc độ đào ở trên Linux và trên Windows. Video cũng khá dài, mình sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh của mình. Thì nếu có gì thắc mắc thì các bạn cứ comment ở dưới video, mình sẽ cố gắng trả lời trong khả năng hiểu biết của mình. Cảm ơn các bạn và xin chào.